cây phượng rất là to và sử dụng đèn led tròn 6 bóng rất là sáng. Đó, phục này thì bên em khách đang mua chủ nhất và đang đóng rất là nhiều luôn. Về phần vai thì sử dụng vai đơn thôi nhưng mà hộp 5-10, dày 2,5 ly và có cặp sắt bên 5, cây góc đầy đủ nha. Cắt mối hàn rất là đẹp này, quan sát mối hàn, cắt mối hàn rất là tỉ mỉ và đẹp, chắc chắn cho anh chị. Động cơ thì sử dụng máy 200, zin xăng, các hộp số mạnh 2 tầng, tiếng nó cũng mạnh mà lùm thì cũng mạnh, rất là dễ khi sử dụng nhé. Bàn để chân lớn này, thùng đồ này inox, em có để đồ, để gương và biển số ở trong này luôn. Bình ắc quy Đồng Nai 12V 20A bình trị. Đó, về phần khung sườn thì sử dụng sườn Y10, dày 4,5 ly, quay cái độ dày này cho anh chị xem này. Đó, dày 4,5 ly, chống bào mòn từ bên trong nha. Bên em có ốp đầu này, có gia cố phần khung sườn rất là ok. Về phần ben thì sử dụng hai cái ben, đó hai cái dây ben rất là ok. Ben 3 gốc, bật đẩy 305, bên này bên thì được nhé. Cái này là mát ben này, đó, có thể tháo rồi được. Ben này thì khi mà mình chở hàng, mình ben hàng lên đó, thì nó sẽ ok rất là nhiều. Rồi, về phần lốp thì sử dụng gốc đôi, thắng dầu và dè đô luôn này. Dè này dè inox và em có gia cố phần dè, rất là ok nha. Lốp này là lốp 12 bố rất lớn. Còn về thùng thì thùng này em thiết kế là bề ngang 1m4, dài 2m và cao 50. Đặc biệt đó là xe này chuyên để chở vật liệu xây dựng nên là em thiết kế thêm cái bửng tự động mở này. Đó, khi em ben lên là bửng sau tự động mở thì các đá nó sẽ tự trôi xuống luôn, thì mình không cần phải xuống xe, mình gỡ bửng nữa. Mình đi đường dốc hoặc là mình chở hàng nặng á, thì mình gạt hai cần cầu mạnh lên thì nó là ok nha. Về phần nhíp thì em sử dụng là nhíp 11 lá, có hai cục giảm sốc và hai cái lò xo, đàn hồi rất là ok. Đó, cắt con nhíp ô tô luôn. Thắng dầu này, đó, thắng dầu. Này là bình dầu ben. Hoặc là kết nối Zalo theo số điện thoại là 0845 134 134 thì bên em sẽ tư vấn